Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Thì clip hôm nay sẽ là sự trở lại của bà chủ kênh XG bé anh em nhá. Đấy, sau gọi là phải hơn một năm vắng bóng ở trên con game này thì lý do thì chắc là một số anh em cũng biết rồi. Đấy, thì hôm nay gọi là mình với lại bé sẽ đua squad mà map sự kiện sinh nhật anh em nhá. Tranh thủ lúc con đang ngủ thì mẹ bỉm sữa gọi là trốn con để chơi game cùng mình đây này. Cho nên là mong em ủng hộ nha. À với lại thì do là hôm nay bọn mình ngồi cùng nhau cho nên là chắc là chỉ mở mic của bên 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 máy bé thôi, cho nên là các bạn sẽ nghe giọng bé rõ hơn, còn giọng mình thì hơi bé, anh em thông ấy cảm à? nha. Tại Bạn vì chỉ xong rồi ấy lâu à? rồi bé mới online cho nên là Bạn gọi ngu là ấy. mình sẽ ưu tiên cho mic Nào. của bé to hơn một tí anh em nhá. Hai con siêu xe bay. Vãi chưởng. Xuống đâu đấy? À trận này mình có gặp một ông có siêu Immortalization. xe Bugatti anh em ạ. À, nếu như mà có cơ hội Ôi clip này được trải nghiệm ké thì mình sẽ review luôn anh em nhá. Đấy. dồi, đông kìa. I got supplies. Hết đạn má ơi. Làm gì? Không 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 không, có súng rồi. Ai có chút bom nhỉ? Bóc neo. Cú này nó nhiều bóc kê vãi. Có máu chưa? Thank you. Rồi, mình nó không có dân cái băng neo hay sao ấy nhỉ? Có băng neo nó bá quá. I got supplies. Có thằng nó đang ở kia kìa. Trong nhà chồng này. Thấy 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 thấy. Đang dùng máu. Một thằng nữa. Trong đâu ấy, dưới à? Cứ bắn đi cái thằng bắn ở trên. Cứ bắn đi đã, đừng cứu. Nó leo kìa. Rồi rồi, được. Vào đây. Có một thằng đã qua, chèo hẳn lên cầu thang. Súng lên đi. Có bom lửa không? Này, chặn bom lửa xuống. Sao cứu nhanh 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 cứu nhanh, không nó cứu mất thằng kia. Thôi cứu với thằng vợ nóc đấy. Thank you. Từ từ. Ở dưới ba.
trúng súng rồi à? Ừ. Lia? Chưa, vẫn nóc mà. Bác ghi đến. Đã nghe. Bên đầu rồi. Vẫn còn 3 thằng ở đâu? Một thằng là nó kê trên đồi. Còn 2 thằng không biết. Nãy mà nghe từ xuống biết đây này. Mark the location. Nó kê lên đấy một thằng. Nghe tiếng súng rồi. Bắn vào trong này rồi. Đồ mới vậy. Phải trên nóc nhà mình ấy. Thấy. Nó đứng im đi, đừng cự, đừng di chuyển. Thằng xuống đây. Còn thằng nữa sao ấy? Đủ ba rồi. Nghèo hả? Đâu có cái thằng này nghèo này. Ui, đây rồi. Nó móc neo rồi. Gì? Móc neo, móc neo. Ngon ngon. Ê, chung cư có người ở chỗ nhà này này. Có xe. Trước mặt kìa. Ok. Ok ok, chỗ nhà vợ có một thằng. Đi đứng đứng ngoài. Từ từ uống nước đi. Từ từ để vợ uống nước đã. Đứng ngay ngay con thằng này. Đẩy luôn thằng này này. I got supplies. Đẩy luôn. Đông ấy. Nát hết giáp rồi mà chẳng có giáp nhỉ.
hai tia không nhau rồi. Này nó đứng đắp. Rồi, cứ như là vậy. Qua đi. Qua ngay nữa mà nhỉ. Phải chắc là nguyên giác đấy. Tầng mấy? Tầng 3 à? Trên nóc, có xe. Đâu thế nhỉ? Vợ đứng đấy, vợ đợi chồng nhá. Không đi đâu. Ôi thôi. Đông vãi. Trên này cũng có này. Mark the location. Mark the location. Thấy. Bao vào rồi. Đi bao không? Đi. Xuống dưới có xe của mình. Ok. Mất xe rồi. Xe đâu rồi? Mất xe rồi. Ra kia có xe mà. Ra kia ở chỗ nào? Đây, xe đây. Mark the location. Bọn kia nó vẫn còn xe cái kìa, xe chỗ khu nhà kìa. Nó vòng ra lên trên đồi nó đi rồi đấy. Kìa vẫn thấy không? Thấy không? Rồi, bắn chết. Tôi đứng với đợi chồng kìa. Chồng đi đâu? Rồi, thấy rồi. Kìa chúng nó đi kìa. Nó đi xe. Ừ, bác kia đi rồi. Thấy nó chạy không biết. Chạy về đằng kia. Đi. Đi lại này là gặp. Mark the location. Kìa thính kìa, đây. Bên trái. Từ, có xe bác ghi. Có người. Mark the location. Từ. Chúng nó kê mà chúng nó không chạy ra bắn. Ủa mất phun đi. Ui, đổ cái giáp 3 luôn này. Hợp lý với anh. Ở trên cầu thang này sao này. Lên nha. Lên. Cái xe sau, phía sau kìa.
Buggy. Sao nó không chết? Không biết. Nói ra ấy. Xe cũng chả nổ luôn. Đúng có 60 có hơi kìa. Có xe chạy ở dưới đó. Có thể nhận kìa. Hay. Công ty mà. Công ty mà đâu? Bắn chết thằng tỉnh đúng không? Không biết. Ô kìa. Hay cái thằng ở bắt ghi kia kìa. Ừ vợ bắn chết thằng đấy mà. Rồi sẽ cùng tìm mẹ gọi thì xuống để cho mẹ đi đón cháu kìa. Ok. Chỗ này còn một thằng nhá. Mark the location. Biết rồi. Thế còn tìm đấy. Đây, chờ con xuống đây. Con đang có mắt. Thế còn mấy người xuống làm nốt nhá. Còn thằng đấy. Ừ vợ bận thì vợ xuống luôn đi. Xuống máy không? Vừa xuống vừa bắn luôn. Xuống đấy là mất mạng má ơi. Đổi mạng hả? Đổi được mà, đổi xong thì cập nhật vào được. Rồi bọn này ngoài bo hết rồi. Thằng nhà vệ sinh ấy, hai thằng trên đồi. Ok, mình thì quá đẹp. Cái thằng nhà vệ sinh nó đang mở cửa kìa. Nó bắn hộ mình rồi. Rồi hàng cuối dưới ra. Vợ có bom không? Vợ xuống rồi nhá. Trông cách ở trên đấy đi. Bắn đi. Lên luôn. Trời ơi, nằm đấy. Thôi, vợ đi xuống con. Ok. Đang bị loạn má ơi. Watch out. Rồi, ok anh em ạ. Vậy là clip hôm nay mình đã lấy được một trận đấu top 1 cùng với lại bạn bè rồi anh em. Gọi là sau một thời gian vắng mặt không on game khá lâu, gần một phải hơn một năm luôn đấy mọi người. Hơn một năm thì mới chơi lại được một tí. Hôm nay gọi là trốn con đấy, mẹ bỉm sữa trốn con đi chơi game. Thì ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip nha. Bye bye mọi người nha.